Kính thưa bà Margareta Wallström, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ thiên tai. Kính thưa các ngài đại sứ và lãnh đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc và quốc tế tại Việt Nam. Thưa các quý vị đại biểu, được sự cho phép của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cùng phối hợp với Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển Vương quốc Anh tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Cho phép tôi thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Việt Nam xin nhiệt liệt chào mừng bà Margareta Wallström, các vị đại sứ, lãnh đạo các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và tất cả các quý vị đại biểu đến tham dự hội nghị hôm nay. Thưa các quý vị đại biểu, Việt Nam hàng năm phải đối mặt với các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, vân vân. Thiên tai, thời tiết cực đoan, bão lũ có diễn biến phức tạp, trái mùa xảy ra không theo quy luật ngày càng nhiều. Chỉ vừa mới cách đây 3 tuần, các tỉnh miền Nam của Việt Nam đã bị tác động nặng nề bởi một cơn bão trái mùa. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong vòng 40 năm qua. Thiên tai cùng với biến đổi khí hậu đã và đang gây tác động lớn đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tác động bất lợi đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nhất là đối với cộng đồng dân cư nằm trong vùng có khả năng bị tổn thương cao, các hộ dân cư nghèo và những người nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tham mưu cho Chính phủ trong việc phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức ứng phó với thiên tai thông qua việc xây dựng hệ thống pháp lý, chiến lược, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình phòng chống thiên tai khác nhau như xây dựng các hệ thống đê sông, đê biển, các hồ chứa nước, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng các hệ thống phòng chống ngập úng cho một số thành phố lớn, xây dựng các khu neo đậu cho tàu thuyền để tránh trú bão, vân vân. Hiện tại, luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đang được xây dựng nhằm hỗ trợ trực tiếp đến cộng đồng người dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang phối hợp tích cực với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện đề án quốc gia về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Chương trình với sự tham gia và đóng góp nguồn lực của nhà nước, người dân và cộng đồng, các nhà tài trợ tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và người dân thực hiện nhiều hoạt động phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng ở 6.000 xã thường xuyên bị tác động và dễ bị tổn thương. Chúng tôi hy vọng thông qua việc thực hiện đề án này đến năm 2020, nhận thức của cán bộ và người dân sẽ được tăng cường. Người dân tại từng cộng đồng làng xã sẽ chủ động hơn trong việc tổ chức ứng phó với thiên tai. Thưa các quý vị, với chủ đề hội nghị lần này là thông tin và truyền thông, một số nội dung chính sau đây, chúng tôi mong rằng một số nội dung chính sau đây sẽ được các đại biểu cùng chia sẻ, thảo luận. Thứ nhất là về tăng cường chia sẻ những bài học, kinh nghiệm
thông qua các hình thức khác nhau như hội thảo, đối thoại chính sách để làm cơ sở hoàn thiện hơn các chương trình, hoạt động đã và đang và sẽ được thực thi. Thứ hai, hợp tác và phối hợp cả trong hoạt động huy động nguồn lực của chính phủ, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng người dân để thực hiện. Thứ ba, sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng, thực hiện các chương trình. Các cộng đồng chủ động tham gia vào công tác lập kế hoạch, phương án, nâng cao sự chủ động trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ tư, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực. Thông qua đào tạo, cán bộ các cấp được nâng cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho người dân, còn người dân chủ động hơn trong việc phòng chống để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Thứ năm, sự tham gia của các cơ quan truyền thông đại chúng để truyền tải hữu hiệu kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của nhà nước và công tác phòng chống của các cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao khi nhận thấy tại hội nghị lần này có sự hiện diện của nhiều cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước và hy vọng sẽ góp phần truyền tải những thông điệp, nội dung của hội nghị đến cộng đồng quốc tế và cộng đồng những người dân. Bên cạnh đó, hội nghị cần trao đổi, thảo luận về việc làm thế nào để có thể huy động, sử dụng nguồn lực một cách hợp lý nhằm hỗ trợ các cộng đồng tốt hơn, về các biện pháp giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tạo dựng văn hóa phòng ngừa thiên tai xuyên suốt trong mỗi mặt của đời sống. Thưa các quý vị đại biểu, thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị, đặc biệt là Viện Quốc tế và Môi trường và Phát triển của Vương quốc Anh. Một lần nữa, cho phép tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến bà Margareta Wallström, các vị đại sứ, các vị khách quý và tất cả các quý vị đại biểu tham dự chia sẻ tại hội nghị hôm nay. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.